quá đầm lầy các bạn ơi. Sự là rất là khó đi. Ui, đúng lắm. Giờ phải nghiên cứu, đất bỏ, bỏ cái đồ như này. Đi, nước uống. Rồi ok, ta tiếp tục cuộc hành trình. Càng quá. Để vào cho bạn coi. Đây những bông hoa rừng rất đẹp. Chào mừng các bạn đến với kênh du lịch và khám phá của mình nha. Là chui lùm cây. Cái bông hoa rừng cực kỳ đẹp luôn. Mọi người đang đi hay xin còn mình đi tới khu kiểm trại để dựng lều. Quá. Quá mệt. Khu vực này có khá nhiều cây trăm các bạn ơi, cây trăm ấy. Trăm rừng rất là nhiều. Đó. Mở tay quá. Wow. Chúng ta đã xếp tới địa điểm kiểm trại. Đó, phía trước đó. Cò bay thẳng cánh luôn bạn ơi. Các bạn nhớ nhấn like nha.
đây cái cơn là nhãn lai. Mệt quá. Mỗi này khá nhiều chim. Mệt quá. Giờ mình bắt đầu lội nước. Quá rồi, đã tới địa điểm kiểm trại của mình. Đã tới địa điểm kiểm trại các bạn ơi, vì là khá là mệt, nóng nực, bạn thấy không, cực kỳ mệt. Rồi giờ mình cùng đi khám phá nha. Đù, nó nhổ rồi. Coi trời mồi các bạn. Gãy mất rồi. Ôi, đây coi trời mồi cổ thụ bây giờ nó bị gãy mất rồi. Quá. Đây là một những khu kiểm trại rất là lý tưởng các bạn. Mình đã kiếm cái địa điểm để mình buông cái lều. Khu vực này mà thả lưới là vô tư, ok. Thả lưới một cái cá, cá bóng rất là nhiều á, cá bóng cá trắng tuyệt vời luôn á. Đó rất là đẹp. Đấy, 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 đấy. Đứng đầu dít. Mày đá không?
Cái lý tưởng đó bạn. Rồi, chào mọi người nha, xíu nữa mình sẽ dựng lều. Sẽ dựng lều. Bạn đợi mình chút xíu nha. Rồi, như thế này thì cũng đang cân nhắc là có dựng lều hay không các bạn ơi. Đang cân nhắc nhỏ dựng hay không. Chưa biết nữa. Đã xong cái lều. Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà của mình. Mình thấy gì không?
Thấy cái lều không? Đó. Cái gì? Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Cái lều đã được dựng.